Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Vùng núi từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, có nơi trên 21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ.